Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong cuộc sống hàng ngày, thăm viếng nhau là chuyện hết sức bình thường. Nghe tin bên nhà ông A có chuyện không may, ông B đến nhà ông A thăm hỏi, chia sẻ nỗi buồn. Hoặc biết nhà bà C có tin vui, bà D đon đả chạy sang góp thêm tiếng cười, chia sẻ niềm vui. Hai người hàng xóm thăm nhau, hai người bạn thăm nhau, những người trong thân tộc máu mủ, họ hàng thăm nhau. Tất cả đều là chuyện bình thường của cuộc sống. Tin mừng Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng năm nay cũng kể cho chúng ta một cuộc viếng thăm. Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc thăm viếng bình thường, một cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ mà thôi. Nhưng đây là một cuộc trao ban ơn cứu độ. Mẹ đã mang chính đấng là ơn cứu độ tuyệt đối đến cho gia đình bà chị họ Elizabeth. Thật vậy, với lời xin vâng của mẹ trong ngày truyền tin, lời hứa thuở ban đầu đã trở thành sự thật. Thiên Chúa đã đến với con người để giải thoát họ khỏi án phạt của tội lỗi. Thế nhưng, khi biết mình đã trở thành mẹ Thiên Chúa, mang trong mình con Thiên Chúa, và trước khi đem Chúa đến cho nhân loại, thì ngày hôm nay, bằng hành động thăm viếng, mẹ Maria đã đem Chúa đến cho gia đình nhà bà Elizabeth, khiến cho thai nhi Gioan trong bụng cũng nhảy mừng. Nhảy mừng vì đây không phải là niềm vui bình thường, nhưng là niềm vui ơn cứu độ. Chính vì niềm vui ơn cứu độ mà mẹ đã cất bước ra đi. Việc mẹ Maria cất bước đâu phải việc tự nhiên, bởi mẹ có nhiều lý do để không ra đi, không tiến hành cuộc hành trình. Nào là từ nay phải giữ gìn sức khỏe nhằm lợi ích cho thai nhi là con Thiên Chúa, chứ không phải chuyện đùa. Nào là đường đi xa xôi, phải ít nhất 4 ngày đường mới tới nơi. Lộ trình này có nhiều rủi ro nguy hiểm, nhất là cho thân gái dặm trường. Một thiếu nữ trẻ tuổi tự ý làm một cuộc hành trình dài 3-4 ngày đường, rồi ở lại cả mấy tháng trời xa nhà xa cửa, hẳn phải là điều gây kinh ngạc cho người thời đó, và có thể được coi là khó chấp nhận. Thế nhưng, những lý do trở ngại ấy không ngăn cản được mẹ. Mẹ đã bất chấp tất cả những cái nhìn phàm trần đó, một khi muốn thực thi thánh ý Chúa. Lòng quảng đại của mẹ quét sạch mọi chần chừ và lưỡng lự đó. Từ xưa, mẹ đã quen quan tâm đến người khác hơn nghĩ đến chính mình. Thì lúc này, mẹ cũng không phải đo lường cân nhắc sự bất tiện của chuyến đi. Mẹ chỉ nghĩ đến việc cần giúp đỡ bà chị già, và mẹ đã vội vã lên đường, băng qua đồi núi để viếng thăm và giúp đỡ bà chị họ trong những ngày tháng mang nặng đẻ đau. Như thế, qua cuộc thăm viếng người chị họ của mình, mẹ Maria dạy
chúng ta một bài học đáng giá. Hãy mang Chúa đến với mọi người, chứ đừng mang hận thù, đừng mang những suy nghĩ đen tối về anh chị em, mà hãy đến với nhau. Chúng ta hãy bắt chước mẹ để yêu thương và chia sẻ tình yêu của bản thân với mọi người. Càng hướng tới lễ Giáng sinh, ta càng phải chuẩn bị tâm hồn thoát ly khỏi những gì làm cản trở mình đến với anh chị em. Hãy cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, để như mẹ, ta cũng có thể mang một tâm hồn tràn ngập sự sống của Chúa Giêsu và mang chính Chúa Giêsu đến với anh chị em xung quanh. Nhờ đó, mọi người sẽ chứa chan niềm vui, chứa chan ơn thánh, chứa chan niềm hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, để cứu mang chính Chúa Giêsu trong tâm hồn, thì mỗi người chúng ta cần thường xuyên tra vấn chính mình, cần nhìn lại mình, kiểm điểm mình một cách cẩn thận, để nhận ra chỗ nào còn gồ ghề, chỗ nào là hố sâu, chỗ nào làm ta chưa thể đến với anh chị em, mà thành tâm sửa đổi, làm mới lại con người mình, làm mới lại chính mình để có thể thuộc về Chúa và anh em mình. Và đó chính là biểu hiện của một tâm hồn có Chúa, cưu mang Chúa. Ước gì qua mẫu gương của Đức Maria, mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui đích thực là ngôi lời Thiên Chúa, và lên đường mang niềm vui ấy đến với những người xung quanh, cầu mong cho tình liên đới hiệp thông giữa từng người trong chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, góp phần làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ý nghĩa vì chính chúng ta cùng đón nhận và chia sẻ niềm vui đích thực, niềm vui ngôi hai Thiên Chúa trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Đường thương đau, dạ rời chân bước.